Thịnh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Thư kêu gọi tham gia thiện nguyện phòng chống Covid đợt 4 Kính thưa cha giám đốc Đại chủng viện Sơn Lộc Quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, các bạn trẻ, giáo lý viên giáo phận Xuân Lộc Đáp lại lời kêu gọi Đức Cha Chánh Doan Giáo phận chúng ta đã có ba đợt nguyện nguyện hỗ trợ ban phòng chống dịch tỉnh nhà và một đợt hỗ trợ cho thành phố biên hòa với 17 linh mục, 4 linh mục dòng, 13 linh mục triệu, một cha giáo và 12 cha phó, 10 phó tế, 85 chủng sinh, 164 tu sĩ và 115 bạn trẻ giáo lý viên qua các đợt thiện nguyện, các vị hiệu trách trong chính quyền và trong ngành y tế đã đánh giá rất cao tinh thần phục vụ sự dấn thân nhiệt tình và nhất là sự an ủi về tinh thần mà các thiện nguyện viên của chúng ta đã đem đến cho các bệnh nhân tại các khu cách ly, các bệnh viện giả chiến, các trung tâm y tế, đức cha giáo phận đã hết sức cảm kích thấy các cha, các dì, các thầy và các bạn trẻ giáo lý viên với tình mến nồng nàn đã nhiệt thành phục vụ trong thời gian qua. Có rất nhiều linh mục, tu sĩ, chúng sinh và cả các bạn trẻ khi hết thời gian phục vụ đã tình nguyện ở lại phục vụ thêm một thời gian nữa. Dịch bệnh vẫn tiếp diễn, tình trạng giãn cách xã hội phải kéo dài, gây biết bao khó khăn cho cuộc sống người dân. Đức Cha Chánh Doan kêu gọi mọi thành phần dân chúa, giáo phận tuân thủ các quy định 5K và cách ly của các vị hiệu trách, góp phần đẩy lui dịch bệnh, cộng tác với quý cha để trợ giúp anh chị em đang gặp khó khăn, thiếu lương thực, vì các đợt phong tỏa, nhất là các anh chị em di dân, phòng trọ, các ca nhiễm và trở bệnh nặng hiện đang rất nhiều, ngành y tế tỉnh nhà đang thiếu hụt nhân lực và xin giáo phận tiếp tục hỗ trợ. Vì thế, Đức Cha giáo phận tha thiết mời gọi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các bạn trẻ giáo lý viên nào có điều kiện tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện đợt 4 đợt 3 của giới trẻ giáo lý viên để cộng tác với ngành y tế phục vụ các anh chị em đang đau bệnh phục vụ cộng đoàn. Bên cạnh đó, hôm nay cha tổng đại diện và cha trưởng ấn thay mặt đức cha để trao 6 máy thở CIAES CAPE R860 V11 cho 3 bệnh viện, bệnh viện đa khoa thống nhất, 4 máy Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai một máy, Bệnh viện Đa Khoa Long Khánh một máy, hỗ trợ các bệnh viện lớn của tỉnh nhà trong việc cứu chữa các bệnh nhân COVID bị diễn biến nặng. Cùng với giáo hội và giáo phận, chúng ta dâng lên Chúa những lời khấn nguyện cùng với những nỗ lực cộng tác trong việc trợ giúp cho các anh chị em đang nghèo đói, khổ đau vì dịch bệnh. Xin Chúa thương đón nhận các anh chị em đã qua đời vào thiên đàng vinh phúc và ban ơn nâng đỡ chúc lành cho tất cả chúng ta xin mẹ maria và thánh cả du xe khẩn cầu lòng thương xót chúa cho chúng ta chúng con xin gửi mẫu đăng ký cũng là mẫu đăng ký tiêm vaccine quý cha quý thầy quý vị nào muốn tham gia thiện nguyện xin điện mẫu gửi về cho chúng con từ nay đến hết thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021 các bạn trẻ giáo lý viên xin vô trang đuốc hồng đăng ký nơi cha đặt trách huấn giáo. Dự trù sẽ tiêm vaccine vào ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021 và lên đường phục vụ sau đó một tuần vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021. Tải về biểu mẫu đăng ký tiêm vaccine, văn phòng tòa giám mục xin kính báo Linh Mục Francisco Đỗ Đức Lực.